À, thì đây là phần mềm Sivin 3D phiên bản 2024. Các cao độ đỏ này, các bạn đào kênh mương đến đây, các bạn muốn thanh toán, làm hồ sơ thanh toán chứ chưa đến hoàn thiện nhé, chưa đến cái giai đoạn mà hoàn thiện thì mới các bạn cần phải mô hình như này. Đó, thiết kế đây, các bạn đào nó chưa hoàn thiện đây này, là cả hai mặt phẳng, một mặt phẳng khảo sát, một mặt phẳng thiết kế. Đó, đây ví dụ chỗ mẫu mô này, thì hoặc là các bạn phải cấy thêm điểm vào, hoặc là các bạn phải vi chỉnh. Đây, đào thì sẽ có khối lượng cắt area là 35,37 mét vuông, cắt volume đây, tổng một khối lượng đào là 3899 mét khối. Mình chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đến với kênh Anh Tuấn Sivin và tôi là Anh Tuấn. Trong buổi hôm nay thì tôi lại quay lại với cái chủ đề là Sivin 3D. Thì trong thời gian vừa qua ấy, thì nhiều bạn có hỏi tôi cái tình huống xử lý là các bạn ấy gặp phải để các bạn thi công một cái đoạn tuyến đường kênh mương thủy lợi, và cái câu hỏi đặt ra là các bạn khảo sát đo đạc hiện trạng của đường kênh mương, và sau khi các bạn đào xuống thì tính toán cái khối lượng phần đào đó như thế nào, mà có thể là cái phần đào nó chưa đến cao độ hoàn thiện, chưa đến cao độ thiết kế mà dừng lại ở một cái điểm nào đó và đo đạc toàn bộ cái dữ liệu khảo sát về và dựa theo cái số liệu khảo sát đó để tính toán cái khối lượng đã đào đắp để phục vụ công tác là ví dụ như thanh toán giai đoạn hoặc là thanh toán giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ trong các cái hồ sơ thanh toán khi mà thi công thì làm như thế nào. Thì trong cái buổi hôm nay tôi sẽ trình bày bằng cái giải pháp để rất là chi tiết và theo phương pháp mặt cắt để tính toán ra khối lượng toàn bộ cái phần mà các bạn đã thi công đào đắp đến cái điểm dừng thi công chẳng hạn, hoặc là đến cái thời điểm mà đạt cái giá trị thanh toán mà cần phải thanh toán, cần phải đề nghị thanh toán giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ, hoặc là thanh toán với chủ đầu tư. Thì cái hồ sơ và cái diễn giải khối lượng để các bạn đệ trình cho để làm công tác phục vụ thanh toán cũng như kiểm soát khối lượng, kiểm soát giá trị thì như thế nào. Trong cái buổi hôm nay thì tôi sẽ trình bày chi tiết, mời các bạn theo dõi chi tiết để thực hiện theo tôi để thực hiện được cái giải pháp này. Đây là một trong những giải pháp mà rất là hữu ích đến rất là nhiều người làm trong cái mảng kênh mương thủy lợi. Mời các bạn theo dõi. Thì đây là phần mềm Sivin 3D phiên bản 2024. Thì cái phiên bản 2024 là một trong phiên bản mà đã cải tiến và nâng cấp rất là nhiều, nên là tôi khuyên các bạn nên cài cái bản 2024 để phục vụ các bạn tốt hơn, sử dụng mượt mà hơn và ít lỗi hơn. Tôi mở những cái file mà các bạn ấy gửi cho tôi. Thì đây, giả sử cái file này là file các bạn ở hiện trường có gửi cho tôi, các bạn khán giả có gửi cho tôi, thì các bạn ấy diễn giải là như sau. Cái cốt cao độ màu trắng này là cốt cao độ hiện trạng, tức là trước khi đào kênh mương, và cái cốt cao độ màu đỏ này là cốt cao độ mà sau khi các bạn đào kênh mương các bạn giải cốt lên trên này. Và bây giờ tính toán khối lượng đào kênh mương dựa vào hai cái mặt phẳng cao độ tự nhiên và mặt phẳng cao độ sau khi đào, và diễn giải bằng các cái mặt cắt và thể hiện như thế nào. Hôm nay tôi sẽ trình bày cái buổi hôm nay rất là chi tiết, nhưng mà tôi lưu ý là cái bạn này bạn gửi cho tôi ấy, thì các cái cao độ này ấy, là mật độ và vị trí chưa được chính xác lắm, nên là bỏ qua cái khâu mà khảo sát còn thiếu dữ liệu, thì tôi trình bày chi tiết trình tự để các bạn thực hiện được. Tuy nhiên thì trong thực tế các bạn ấy nên khảo sát nó dày điểm hơn, và các cái cao độ, có các cái điểm đo để có thể nối các điểm mà cao độ đáy mương, cao độ đỉnh mương, cao độ các thứ vào, chứ nó vu vơ và như này mà mật độ lại thưa như này thì công tác tính toán nó chưa được chính xác cho lắm. Thì đầu tiên thì tôi phải tạo, vì là cái cao độ này, các cái cao độ này, cái ranh giới này nó rất là thiếu, nên tôi phải tạo cái đường bao. Thứ nhất là đường bao về mặt ranh của khảo sát, ranh của cao độ tự nhiên. Thứ hai, đường bao của ranh của thiết kế để cho công tác tính toán được chính xác hơn. Thì tôi giả sử tôi tạo ra hai cái lớp. Ở đây thì tôi tạo lớp đầu tiên là lớp đường bao thiết kế. Bao thiết kế này. Ví dụ bao thiết kế ở đây tôi để màu đỏ cho đồng với cả cái cao độ màu đỏ. Ok. Thứ hai thì tôi tạo một lớp thứ hai là đường bao về bao khảo sát. Ví dụ tôi để là màu trắng. Màu trắng. Và đây tôi sẽ vẽ cái đường bao khảo sát trước. Đây tôi nhắc lại các bạn là cái cốt cao độ màu trắng này chính là cốt cao độ các bạn đi khảo sát ở hiện trường về trước khi đào kênh mương.
và cao độ màu đỏ là cao độ sau khi đào kênh mương. Thì đầu tiên tôi vẽ một cái đường bao khảo sát đây, ví dụ như vị trí này này các bạn thiếu cao độ khảo sát này nên bắt buộc phải vẽ được bao thì nó mới chính xác được. Trong khi đó cao độ mà sau khi đào, cao độ thiết kế thì lại có. Đó, lấy ví dụ như tôi vẽ như thế này. Cái mục tiêu vẽ cái đường bao này ấy, để cho mô hình cái mặt phẳng nó chính xác hơn thôi, bởi vì cái cao độ nó bị thiếu nhiều quá. Đó, đây là ví dụ, đây là bao khảo sát. Biệt ví dụ tôi offset vào là không nửa mét để làm đường bao và thiết kế. Đây, cái đường trong này bao thiết kế. Đây, tôi đổi sang cái nước layer là bao thiết kế. Đấy, đường màu đỏ này. Và bây giờ tôi mô hình hai cái mặt phẳng, một là mặt phẳng khảo sát, hai là mặt phẳng thiết kế. Trước tiên tôi mô hình mặt phẳng khảo sát trước tiên. Tôi lấy ISO là các cái cao độ màu trắng này là cao độ khảo sát, đồng thời cùng với đường bao này. Thì đây là các cao độ mà các bạn đi khảo sát về. Đây thì tôi vào đây, tôi vào trong surface, tôi create surface và tôi tạo cái surface đầu tiên là surface khảo sát. Ok. Và tại đây tôi vào trong surface, tôi kéo xuống, tôi vào trong cái chỗ khảo sát và tôi vào trong division. Và tôi vào trong cái drawing object, tôi add các cái cao độ này vào, tôi chọn chế độ là text để add toàn bộ cái cao độ này vào thành cao độ thành cái mô hình, để tạo ra mô hình khảo sát. Enter. Đồng thời ở body tôi add cái danh màu trắng này vào là danh khảo sát. Mật độ ở đây tôi để rất là dày cho chính xác. Và như vậy là xong. Như vậy thì tôi đã tạo ra được một cái mô hình khảo sát. Đây, ví dụ như tôi view lên cho các bạn xem. Đấy, thì đây là mô hình mấp mô của khảo sát. Đấy, thì hiện trạng khảo sát mấp mô như này. Tiếp theo thì tôi tạo một cái mô hình, một cái mặt phẳng là mặt phẳng thiết kế. Thì mặt phẳng thiết kế là chính là cái cao độ màu đỏ này. Thì tôi lấy ISO. Tôi lấy ISO các cái màu đỏ này. Đồng thời cùng với đường danh này. Để tạo ra một cái mô hình. Thứ hai là mô hình là thiết kế. Create Surface và tôi thiết kế ở đây tôi đề là thiết kế. Ví dụ các bạn cái đường màu đỏ này là cái các cao độ đỏ này các bạn đào kênh mương đến đây, các bạn muốn thanh toán, làm hồ sơ thanh toán chứ chưa đến hoàn thiện nhé, chưa đến cái giai đoạn mà hoàn thiện thì mới các bạn cần phải mô hình như này. Và các bạn vào trong này các bạn tìm cái chỗ thiết kế này, cái surface thiết kế và các bạn vào definition và tại đây drawing object các bạn add vào và chọn chế độ text. Ok. Để add toàn bộ các cái text này vào để tạo ra một cái mặt phẳng, mặt phẳng thiết kế. Đồng thời thì vào trong cái body các bạn add cái đường danh thiết kế. Ở đây tôi đặt cái đường danh thiết kế là màu đỏ này. Ok. Thì như vậy đã tạo ra được một cái cao độ cái thiết kế đây. Đây là mặt phẳng thiết kế. Tôi view lên cho các bạn xem. Đó, thiết kế đây, các bạn đào nó chưa hoàn thiện đây này. Đấy, chỗ cao vẫn là chỗ cao, chỗ thấp. Và đây có thể tôi có thể view lên để các bạn nhìn thấy rõ là cả hai mặt phẳng, một mặt phẳng khảo sát, một mặt phẳng thiết kế. Đó. Đây, rõ luôn hai mặt phẳng. Một là mặt phẳng khảo sát, hai là mặt phẳng thiết kế. Đó. Cái điều đặc biệt tôi lưu ý là các bạn muốn tạo được như này các bạn phải tạo ra thành hai cái lớp cao độ nhé. Các bạn muốn tạo ra được hai cái mặt phẳng này thì các bạn lưu ý phải tạo ra hai cái cao độ mà ở đặt ở hai lớp khác nhau. Một là cái lớp màu trắng này là
nền của cái đây, các bạn đặt tên cái nước này là nền, tức là cái phần khảo sát. Thứ hai là phần màu đỏ này, các bạn đặt tên một lớp là sau đào, đó tức là cái phần thiết kế. Phải hai cái lớp phải tách riêng hẳn nhau ra thì mới có, thì mới lọc được hai các cái cao độ và để tạo ra được hai cái mặt phẳng. Một là mặt phẳng khảo sát, hai là mặt phẳng thiết kế để đưa vào mô hình. Và nếu các bạn làm thật ý, thì các bạn phải làm dày điểm lên và tạo các cái điểm đo để tôi có thể nối được các cái điểm đó lại với nhau để tạo ra các đường nối đó vào trong mô hình thì nó chính xác hơn. Và tiếp theo thì tôi vẽ được tim tuyến để phục vụ công tác là vẽ mặt cắt ngang chi tiết, vẽ chắc dọc chắc ngang chi tiết và từ đó tính toán được khối lượng. Thì ví dụ đường màu xanh thì các bạn ý giải thích với tôi là chính là đường đáy thiết kế của cái kênh mương đó, thì cái tim dĩ nhiên là ở giữa cái đường đáy này. Đây, tôi vẽ B-line đường tim này. Đây, đường tim ví dụ như thế này. Đó, tim là chính là giữa của cái đường đáy thiết kế này. Bây giờ tôi vào trong element và tôi create element from object và tôi kích vào cái đường B-line tôi vừa vẽ này. Và tại đây tôi đặt cái tên là tim tuyến chẳng hạn. Và size tôi đặt là size thiết kế. Thiết kế. Ok. Tôi đặt tên là ok. Đó thì lập tức nó sẽ vẽ ra cho chúng ta là cái tim tuyến. Ở đây tôi để tỷ lệ nó nhỏ xuống. Đó, đây tim tuyến đây. 20m này, 40m này, 60m này, đó. Là tim tuyến. Và từ tim tuyến này tôi vẽ ra là cái chắc dọc và trên đó chắc dọc có thể hiện cả đường thiết kế và đường khảo sát. Tôi vào trong tim tuyến, tôi vào Surface Below Profile và tôi ép các cái mặt phẳng khảo sát xuống, ép mặt phẳng thiết kế xuống và để tôi vẽ chắc dọc. Đó thì đây là chắc dọc, cái đường bên trên này chính là đường khảo sát và đường bên dưới là đường thiết kế. Thì như tôi đã nói là vì cái hồ sơ này các bạn ấy làm ấy là chưa hoàn thiện, tức là đang trong giai đoạn mà các bạn muốn để tính khối lượng, nên là các đường thiết kế ấy, nó cứ lên xuống này là một. Thứ hai ấy, là các bạn muốn chính xác ấy, thì các bạn phải vi chỉnh là một. Thứ hai là đo các mặt độ thiết kế nó dày lên và nối, phải tạo ra các cái điểm danh sách điểm đo từ máy toàn đạt điện tử để tôi chút vào trong phần mềm CV 3D và để nối được các điểm này nối các điểm POI lại với nhau thì chính xác hơn và sẽ không có chỗ lên xuống như này. Sở dĩ lên xuống như này ấy, là bởi vì đây này, tôi review cho các bạn xem. Đấy, một số chỗ nó mấp mô như này. Đây, ví dụ chỗ mấp mô này thì hoặc là các bạn phải cấy thêm điểm vào, hoặc là các bạn phải vi chỉnh. Đây, ví dụ những chỗ mấp mô này nó lên xuống này, thì tôi không hiểu là cái dự án này các bạn ấy thực tế thi công đang để mấp mô thế này hay là do các bạn khảo sát nó bị thiếu cao độ nên nó dẫn đến mấp mô này, thì tùy theo tình hình dự án của các bạn phải điều chỉnh các vị trí đó để cho nó phù hợp với thực tế đó. Thì giả sử như tôi tôn trọng đúng số liệu các bạn ấy chuyển về cho tôi để mấp mô, tôi vẫn để mấp mô này và để tính khối lượng theo mặt cắt là 5m một mặt cắt. Tiếp theo thì tôi phát sinh cọc ở trên cái tim tuyến này, tôi vào sample line và tôi kích vào tim tuyến. Thì tại đây tôi để đây là chắc ngang. Tôi ok và tôi chọn cái chế độ by range of station. Và tại đây tôi để lấy mỗi bên sang là 15m, sang bên trái 15m, bên phải là 15m. Và các điểm ở đây tôi lấy là 5m. Theo đúng cái mail bạn ấy gửi cho tôi là để 5m một mặt cắt, tôi để đúng là 5m. Và tôi chọn phát sinh cả hai đầu. Tôi ok. Thì như vậy đã phát sinh xong. Ví dụ các bạn muốn chèn cọc đặc biệt, ví dụ như cọc ở đây này, thì các bạn chỉ cần click vào đây thôi. Đây. Đó, thì nó được một cọc ở đây. Đây ví dụ như cọc một cọc đặc biệt ở đâu đó ở đây nữa.
cọc ở đây chẳng hạn. Đó thì được cọc ở đây. Đó, để ví dụ các bạn muốn chèn cọc đặc biệt ở bất kỳ điểm nào thì các bạn chèn, còn không thì như thế này, đã phát sinh cả hai đầu 5m một cọc, 0 này, cộng 0 này, 0 cộng 5m, 10m này, 15m này, đó. Cứ 5m một cọc. Và bây giờ vẽ chắc ngang, chắc ngang. Và trên chắc ngang này ấy, thì nó sẽ thể hiện luôn cả thiết kế và cả cái phần khảo sát. Thì để vẽ chắc ngang các bạn vào section view, các bạn vào create multi section view. Và tại đây các bạn create. Đó thì đây là toàn bộ các chắc ngang mà đây các bạn ấy, cái đường này này là đường các bạn thiết kế, tức là sau khi đào, và đường trên này là đường khảo sát từng vị trí một rất là chi tiết. Và đến đây các bạn có thể trình bày như các buổi hôm trước ấy, tôi đã trình bày, ví dụ như các bạn có thể cho thêm cao độ, cấy thêm cao độ, hoặc là đưa các cái template vào cho nó chuẩn xác. Đây ví dụ như là đưa vào các cao độ bích của đây. Đây, bích ở đây để biết cao độ đáy mương là bao nhiêu. Đó, ví dụ như vậy. Ví dụ như các bạn đến điểm này, các bạn lại chọn bích ở đây. Bích ở đây để biết cao độ đáy mương là bao nhiêu. Và bây giờ tiếp theo thì tôi phục vụ công tác là tính cái khối lượng. Thì để tính khối lượng được ý, thì các bạn vào trong cái engine và các bạn vào trong cái computer material. Ở đây các bạn ok, và gần đây các bạn ở surface thì các bạn chọn khảo sát, còn datum thì chọn là thiết kế và ok. Thì như vậy các cái hash màu đỏ này nó đã hash lên, thì chứng tỏ là các cái diện tích này đã được tính toán ghi nhận. Và bây giờ điền các cái diện tích này lên từng một mặt, từng mặt cắt ngang một, thì các bạn vào trong các bạn chọn một mặt cắt ngang, và tại đây là chọn là chọn một mặt cắt ngang, và tại đây là view group property, và chọn view group property, và tại đây chọn đây là chọn total volume và ép xuống và ok. Thì như vậy từng chắc ngang một sẽ ghi lên cho chúng ta là khối lượng, và đến đây chúng ta trình bày thôi. Và đây update section view layout. Đó, đây ví dụ như là chắc ngang này, đây đào thì sẽ có khối lượng cắt area là 35,37 mét vuông. Đó, từng cắt chắc ngang một sẽ ghi khối lượng, và bây giờ tổng hợp thành một bảng tổng hợp khối lượng. Thì để tổng hợp vào bảng khối lượng tổng hợp thì các bạn vào trong engine, các bạn total volume table, và tại đây các bạn bỏ chữ tích là strip table đi, ok, và bích ở đây. Thì đây là bảng tổng hợp khối lượng. Đây ví dụ như là cái dự án này các bạn ý gửi cho tôi rồi, về khối lượng đào thì ở đây cắt volume đây, tổng một khối lượng đào là 3.899 mét khối. Dĩ nhiên có thể là chưa chính xác, bởi vì là do như tôi đã nói đấy, do cái số liệu khảo sát các bạn các cái số liệu các bạn đo đạc chuyển cho tôi là còn thưa, là một, thứ hai là thiếu danh sách điểm để nối được các cái điểm đáy mương vào để nó tránh cái tình trạng lên xuống như này. Đó nên là có thể khối lượng này là chưa chính xác, nhưng mà nguyên tắc nguyên lý thì là làm như vậy. Và bây giờ các bạn muốn xuất cái bảng khối lượng này sang bảng Excel để phục vụ công tác là đưa vào các cái thuyết minh, đưa vào báo cáo, đưa vào các dự toán, tính toán cho nó trình bày cho nó thuận lợi, hoặc là đưa vào các cái hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh toán, thì các bạn làm như sau. Các bạn vẫn vào engine, các bạn vào trong volume và report. Thì tại đây các bạn chọn cái điểm chọn display XML report, click vào đây, ok. Thì chờ lúc nó sẽ hiện lên cái bảng này, là các bạn chỉ cần save vào thôi, save. Và tại đây các bạn chọn đổi chữ HTML thành XLS. Và các bạn save ra, ví dụ tôi save vào desktop chẳng hạn, save lại. Và chờ download xong các bạn mở tệp lên. Đến đây chọn nhất. Và như vậy thì đã xuất ra cái bảng khối lượng. Và đến đây các bạn có thể căn chỉnh cột để cho nhỏ lại theo đúng như các bạn muốn mong muốn. Và đây là tổng hợp khối lượng là 3.899 mét khối. Thì nó cũng sẽ phù hợp với cả đây. 3.899 mét khối. Rất là phù hợp nhau. Đây, 3.899 mét khối.
Đó, các bạn có thể căn chỉnh trong này. Ví dụ, căn chỉnh cho nó nhỏ lại. Đây. Tôi chọn là 15 đi. Đó, để cho nó nhỏ lại, phù hợp với cả mong muốn của các bạn. Đấy, tất cả cái này có thể các bạn chuyển sang tiếng Việt cũng được. Đó, thành bảng Excel rất là ngon lành. Và như vậy nếu các bạn có cái template, ép cái template đẹp vào ấy, thì đây nó sẽ trình bày theo đúng cái kiểu của Việt Nam, đúng từng mặt cắt một. Còn không các bạn làm thủ công, các bạn bích các cái điểm ở đây thì nó cũng sẽ ra được cao độ rất là hoàn chỉnh cho chúng ta, và khối lượng rất là chính xác, và thể hiện cả chắc dọc, cả chắc ngang, cả khối lượng theo mặt cắt là 5m một mặt cắt. Đây ví dụ như là 0 cộng 0,70 đến đây. Đây 0 cộng 0,75 từng mặt cắt một. Đó. Rất là chi tiết. Và qua cái tôi dừng lại cái buổi hôm nay ở đây, và qua buổi hôm nay thì tôi trả lời câu hỏi của các bạn hỏi tôi về cách tính toán khối lượng đào kênh mương khi các bạn đo đạc xong lấy số liệu đó và để tính theo phương pháp mặt cắt chênh lệch chênh cao giữa hai cái mặt phẳng. Và cái buổi hôm nay tôi đã trình bày một cách rất là chi tiết để các bạn có thể thực hiện được. Và đây là những cái nội dung rất là mới, rất là ít người trình bày, nên các bạn để ý theo dõi thực hiện chi tiết từng bước một thì sẽ thực hiện được theo đúng cái nội dung mà tôi đã trình bày. Tôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các buổi lần sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like, share để ủng hộ kênh của tôi.